Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn cách sử dụng SQL Plus của blogstar đến xe mình là Việt Ở loạt bài hướng dẫn này thì mình hướng dẫn các bạn một số cái mẹo nhỏ cho khi chúng ta sử dụng SQL Plus để chúng ta đẩy nhanh cái tốc độ xử lý tức là cách chúng ta làm việc với các câu lệnh thì um, nó dựa trên cái kỹ năng làm việc mà thôi chứ không có liên quan gì đến các cái phần xử lý SQL cả um, Chúng ta sẽ sẽ, sẽ, đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái um, cái cách làm việc với SQL Plus trước. Thì như các bạn biết là chúng ta có hai cách, đấy là chúng ta sử dụng những cái command line của các cái OS, ví dụ như ở trong Word thì ở à, trong Windows thì chúng ta dùng command line. Thì chúng ta có thể uh, gõ SQL Plus, tất nhiên là sau khi các bạn đã có các biến môi trường, ví dụ như là echo um, Oracle home chẳng hạn. Thì những cái biến như này các bạn đã phải uh, phải phải có rồi hoặc là echo phần trăm à, thì ví dụ như này những cái biến môi trường này các bạn đã đã được tạo ra thì các bạn um, sau khi các bạn đã có những cái biến này thì các bạn có thể gõ cách truy nhập như sau sqlplus thì khi này các bạn sẽ cần phải nhập những thông tin liên quan đến username và password ở đây ví dụ như này thì để thoát ra sqlplus thì chúng ta có hai cách là quit hoặc là exit Uh, để connect SQL Plus nữa thì các bạn có thể gõ SQL Valor và tên username xong rồi nó cũng sẽ yêu cầu các bạn gõ password và vào như này thoát ra thì lại là exit và một cách cuối cùng để connect đấy là SQL Valor, HR và password của HR thì với cái cách này thì các bạn sẽ thấy là password nó bị lộ ra và nó sẽ không còn tính bảo mật nữa thì các bạn nếu mà các bạn nên tránh cái cách thứ ba này thì đấy là có tất cả ba cách connect và hai cách thoát ra khỏi SQL plus trong cái um, là khi làm việc với cái này và ngoài ra thì như các bạn biết là chúng ta có trong quá trình cài thì chúng ta có cái SQL plus mặc định ở đây thì khi các bạn connect vào thì các bạn cũng làm tương tự nhập user password và nó sẽ đăng nhập vào SQL plus cho chúng ta. Thì đấy là cái cách um, cách sử dụng cách vào và cách thoát ra thì một cách nữa là đấy là chúng ta sử dụng host thì quay trở ra cái nền command line và chúng ta có thể làm những cái lệnh liên quan đến command line ví dụ như là clear chẳng hạn clear screen chẳng hạn và NSC thì nó lại quay lại với sql plus thì đấy là những cái mà các bạn có thể sử dụng một cách nhanh chóng tiếp đến là ví dụ chúng ta thực hiện một câu lệnh first name last name from employee thì, ví dụ như này thì trong trường hợp các bạn thực hiện câu lệnh như này thì các bạn sẽ thấy là khi enter thì nó sẽ bị lỗi giả sử rằng câu lệnh này nó có rất nhiều dòng và các bạn không muốn việc gõ lại toàn bộ mà hoặc là ví dụ như các bạn sẽ thực hiện cái việc là lên xuống như này chẳng hạn tức là chúng ta sử dụng cái phím lên lên xuống xuống chẳng hạn thì cái việc đấy nó cũng sẽ mất công và vì thế mà chúng ta có thể gõ là hai xong rồi ấn C là viết tắt cho change employee và employee here đây thì như này thì khi này chúng ta đã có cái câu lệnh và chúng ta thực hiện để thực hiện thì các bạn có thể ấn cái dấu sượt phải như này thì các bạn sẽ thấy nó thực hiện như chúng ta để hiển thị ra cái lệnh đã vừa thực hiện thì các bạn có thể ấn l hoặc là list thì lúc này nó sẽ hiển thị ra cái câu lệnh uh, câu lệnh vừa thực hiện xong thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tắt để chúng ta thay đổi những cái dòng lệnh này ngoài ra thì ngoài ra thì để, để để để, ví dụ như các bạn thấy là dòng số 1 chẳng hạn các bạn bây giờ muốn thêm một trường trường nữa thì các bạn phải làm thế nào thì chúng ta cũng ấn gõ một xong rồi chúng ta ấn a và cách ra xong rồi chúng ta thêm những cái gì chúng ta muốn ví dụ sari chẳng hạn thì như này thì lúc này câu lệnh số 1 đã thay đổi và chúng ta ấn list thì các bạn sẽ thấy là dòng lệnh đầu tiên đã thêm sari vào thì lúc này nó đã thay đổi và các bạn có thể ấn thực hiện như này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là những uh, những cái cái thông tin được in hiển thị ra. Tuy nhiên cái first name và last name salary ở đây nó lại hiển thị theo cái kiểu uh, được ngắt quãng theo từng trang và cái heading này xuất hiện rất nhiều lần. Thì nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể thiết lập được những cái độ 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 dài của những cái này thì đấy là câu lệnh set page size. page size thì ví dụ như 120 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn khi thực hiện câu lệnh vừa nãy thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ xuất hiện duy nhất một heading ở phía đầu thôi. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể thay đổi được những cái thông tin này. Um, thì bài này mình dừng lại đây đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.